Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện, sở ban ngành lập kế hoạch biện pháp ứng phó bão Yagi, cơn bão số 3 trong năm 2024 được dự báo có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến bão và các ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai có thể xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở ban ngành của thành phố tập trung chỉ đạo sẵn sàng triển khai kịp thời hiệu quả các phương án kế hoạch biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Kiểm tra rà soát các khu vực dân cư, ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại xảy ra về văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định. Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở ban ngành quan tâm, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.